Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là ngày thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Trong một vài ngày qua thì giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long thì giá không tăng quý anh chị và các bạn. Mặc dù hiện nay thì tình hình thu hoạch trái cây ở miền Nam mình thì gần như là cuối vụ, sản lượng sầu riêng, chôm chôm, dâu hay là măng cụt thì còn rất ít. Nhưng do hiện nay thì tình hình dịch bệnh ở các nước khác thì còn diễn biến hết sức là phức tạp, nên tình hình xuất khẩu nhãn sang các thị trường nước ngoài thì cũng đang gặp hết sức là khó khăn. Sản lượng xuất đi thì cũng không nhiều. Vì vậy nên mặc dù là cuối vụ trái cây nhưng giá nhãn vẫn chưa thể tăng được. Hiện tại thì tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long thì nhãn đẹp có giá dao động từ 9.000 đến 12.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long thì giá dao động từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Còn ở khu vực Cần Thơ thì từ 9.000 đến 12.000 đồng một ký. Ngoài ra thì cũng tùy theo từng khu vực, từng chất lượng từng vườn nhãn và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Do tình hình hiện nay thì giá nhãn tiêu da bò có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Và đôi khi không có thời gian rảnh nên khoảng từ 3 đến 4 ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò. Nên đôi khi thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường. Thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì cũng rất mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay biết tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng nhau tham khảo. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Ngoài ra thì ngoài những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò thì mình còn hàng tuần mình còn làm những clip cập nhật tình hình giá nhãn Ido và giá nhãn xuồng ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long. Quý anh chị và các bạn nào có quan tâm thì có thể vào kênh để xem, hoặc là quý anh chị có thể bấm nút đăng ký và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra những video thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con mình đang thu hoạch nhãn và sắp sửa thu hoạch sẽ có một mùa nhãn đạt được năng suất thật là cao.